rồi. Hôm qua tối về quên quay, sáng nay quay lại, nước bắt đầu trong là cá bắt đầu từ từ nó phục hồi lại. Bộ đọc tốt là cái 5-6 tiếng là bắt đầu nó đục, là nó bắt đầu từ nó trong rồi à. Một chút nữa về mình thay 5% nước, là mình quýnh thêm một liều nữa, quýnh thêm một liều 4g một khối nữa, thuốc tím nữa, để cho con cá nó khỏe với cái hồ nó sạch luôn. Con cá vậy nó bất ngáp này nè. Rồi.